Cường mến chào cả nhà nhé. Đầu video Cường gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác anh chị em đang theo dõi kênh Cường thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn nha cả nhà. Hôm nay Cường đi săn ong gừng cả nhà ơi. Hôm nay Cường qua ông anh ông dẫn cho đi bắt mấy ong nặng quay clip chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Thì cây keo này cây keo cũ mỗi năm nó đều đóng nha cả nhà. Mấy anh em Cường cũng hay bắt cây keo này lắm. Mà cũng có một số anh em cũng vô bắt nữa cho nên là lâu lâu hên được ổ zin cả nhà. Không thấy được rồi. Nằm tuốt ở trên cái đọt gòn đó. Ổ nói chung là khá là lớn luôn cả nhà, tầm khoảng 1m2, 1m3. Nằm trong cái cây cái đọt này nè, nó án vô đó rồi. Lên tới chỗ Cường quay cả nhà xem nó dễ thấy hơn nghe cả nhà. Thì nói chung mùa này Cường nắng lại cả nhà cho nên là mình đi bắt ong nó cũng có mặt lây gai lại cả nhà ấy, chứ không phải không. Hôm nay Cường dẫn đệ tử Cường đi. Chứ không có dẫn chú Cường. Đây, ông anh này định. Dạ, cái hôm nay biết lâu rồi không có qua lâu tới đây mới luôn. Gặp lại ha. Không có ông bảy qua bắt cũng được mới mật nha cả nhà, mà không mấy hôm Cường mê bắt chuột quá không có đi bắt ong gì hết trơn á, ở nhà không tối ngày quần ngoài ruộng nghe ấy vậy đó. Rồi nay mấy nay nắng lại dữ lắm, nắng rồi mặt nó vô lại cũng lây gai á, rồi đi kiếm mới mật nha cả nhà. Không ông bảy qua đây bắt cô nào 1 lít 2 lít không Minh Định? Lít à. Lít hả? Kệ đi, mùa này 1 lít là ngon rồi, hỏi em bắt mấy anh em ổ nửa lít nửa lít không, không có nhiều nó ngộ thiệt. Giờ lận lít là hiếm lắm rồi. Bây giờ thời buổi hiện tại là riêng ở chỗ Cường là ngổ nào là được 3 xiển lít là vô mặt mạnh, như là kiểu như mùa nắng đó nha. Ví dụ mùa nắng thì được ngổ 3 lít, 4 lít là mặt mạnh đi. Còn mùa mưa thì ngổ 1 lít là gọi là mạnh rồi đó. Whip, hàng whip luôn rồi đó. Để bây giờ Cường làm gọi rồi leo lên nha cả nhà. Leo lên nha cả nhà. Mà cầu độ con ổ này 1 lít cái cho nó sung cho mình rồi lên coi. Lít cho lên luôn đi anh ơi. Thì gòn này biết leo nổi không đó nè. Trời ơi đúng đỉnh quá trời luôn, đỉnh. Đúng đỉnh gì dữ thằng hồn trên đây vậy. Buồn trên đầu em nè. Này rớt xuống cái chắc tụt cây nữa quá. Thấy đúng đỉnh là mình thấy ớn rồi nè. Có cái nhánh không ta? Nguyên cái buồng chính luôn. Mồi gọi lên cả nhà ơi. Đâu, con bạc không cháy ta. Nó không cháy thì anh tuột. Cháy anh ơi. Không cháy là tuột cây nữa chứ gì đâu à. Anh em ơi em ngồi cái gòn này cụp nè anh. Đó. Em nói ngồi cái gòn này vừa cụp luôn nè. Thấy không? Nó bị tét. Nó cụp xuống luôn, cái kịch xuống rồi á. Bỏ cây liền. Ôi ở đây không phải không rồi anh ơi. Ổ thì tương đối lớn á. Con cái nó không phì cả nhà ơi. Quá trời bu em luôn rồi.
dài thôi trời. Quen quá trời quen. Không kéo giòn luôn ơi. Cái muốn ngập thở luôn á. Trời ơi. Vô anh ơi, vô anh Định ơi. Hai cục mọc từ má luôn. Con quá trời lớn luôn, mọc làm quá đã luôn cả nhà ơi. Chiếc cái này lấy được để hồi nó hết. Này nó cháy táp lên cái quá trời luôn. Cả lít rưỡi hết cả nhà. Tôi đã ghê lắm. Này cả nhà. Hai đầu mặt luôn. Cái nhà ơi, này cần cắt phét luôn nha, lấy hết nha cả nhà. Mùa mưa rồi đâu có để. Rồi, dính. Rồi, quá ngon. Này cả nhà. Nhảy sướng ghê chưa? Vừa cắt tới đây luôn nha, cắt tới đây chừa cho nó phỉnh này. Còn mặt này hết luôn, cả lít rưỡi cả nhà. Hay. Trong này sao ôi ôi, cùng ngoài ba xi mặt cái nha, lít rưỡi không được nhưng mà ở này được lít một xị phải ghe luôn đã.
ở nhà mặt vàng ẻo luôn. Xuống nó kỳ rồi, kỳ nguyên kỹ hơn cả nhà xem. Con này còn không có giá luôn nha cả nhà, lỗ quá lớn rồi giá không được. Rồi đúng không, dài một cái khủng khiếp luôn nè. Để tự động nó lành lên cái nha. Mẫu già giá nó tỷ lệ nó ở cao hơn mẫu này tơ quá. Tơ quá giá họ nó rớt như vậy. Nó rớt cái phần giá chứ không phải là rớt nguyên ngọt này cả nha. Cho cả nhà xem. Hồi nãy em lên động quá nó chụp em nguyên ổ luôn. Chắc cả lít xị quá. Cầm em còn cục nữa, hai cục lắm. Ừ. Một ổ mà. Ừ. Hai cục mặt. Lít xị nổi không? Ừ. Ừ, vậy được rồi. Súng này thì thơm hơn. Những người về lắm chứ lắm mù. Mặt màu cũng được lắm nha cả nhà. Vàng chanh. Còn hơi có phấn hồi lọc ra sao cả nhà. Rồi để còn ốp máy nha. Mấy anh em đi tiếp có nó quay cả nhà xem tiếp tục nữa nha cả nhà. Cường tiếp tục bắt thêm tổ ong nữa nha cả nhà. Tổ ong này là tổ ong kèo cũ mà cường bắt lâu lắm rồi. Hôm nay ghé lại coi nó có mặt không cả nhà ơi. Tổ ong nó lớn ghê dữ lắm mà nó không có phì đầu nha cả nhà. Là rồi là nó mới đóng, nó về đóng là cường bắt là được hình như là cường nhớ mày là 4 lít mấy 5 lít á. Tới nay luôn là hình như là bỏ tới nay luôn nghe cả nhà, là lâu lắm rồi lâu đó. Đứng cái đất nhìn lên thì nó không có phì nghe cả nhà, nó nhịp lép mà. Nhưng mà mùa này thì nó ổ ong nó ít có phì lắm, kiểu như nó làm chạy kèo đồ chút chút thì có thể được chứ nó không có phì nhiều. Cả nhà thấy ổ ong rồi đó, cái đọt cây nó vàng ẻo nguyên cái đọt luôn, thấy không? Cây này thì nó cũng dễ leo lắm nha cả nhà, nó suông nó nhỏ dễ leo lắm. Để cường làm gọi rồi, bây giờ cường tiến hành leo lên thăm nó thử coi nó hôm nay mấy tháng này nó có vô mặt miết gì không cả nhà. Khởi động không leo nổi không nữa. Vẽ nè, đu để ghê quá. Có ổ ở đây không nữa. Thiệt mà, có ổ ông vẽ thì thiệt mà. Nó bay ra hết trơn rồi, trời ơi đây nè. Ngập khói luôn kính ơi. Kiểu dạng mấy ông ở lẻ hai ba con.
ngoài kìa. Ông dễ bay dưới kìa. Còn chọc cái tổ nữa rồi đấy. Nó bay đi kiếm ổ vòng vòng vòng. Dễ dàng luôn rồi. Đầu mặt kì, đầu mặt kì kì vậy. Ôi ôi đầu mặt. Mặt này mới được nửa lít không nữa. Ôi chắc được. Chắc được nửa lít à. Ô ổng lớn hết biết luôn đó nha. Đây này cả nhà. Đầu mặt nè. Trời ơi. Già quá già. Đầu mặt mini game. Mình lấy chấm dầu luôn mới ghê chứ. Mặt vô tới đây luôn nha cả nhà. Vô đầy ổng không á. Tháng này vậy là quý rồi. Nè cả nhà. Để cần lấy mặt đó luôn nha cả nhà. Mặt ít quá. Quay sơ lược thôi. Cắt vô bịch nó biết chính xác nữa nè, giờ chỉ đón đại thôi nửa lít. Khi vô bịch nó yếu hơn cũng chừng nữa. Yếu hơn có, nhiều hơn có. Mã này nhiều hơn cũng nổi nha. Trời ơi. Nửa lít mật. Nửa lít thú hồn thiệt. Đây cả nhà ơi. Nửa lít mật ạ. Con gỡ sơ sơ mới sâu ăn cái đi xuống nha. Tính không có miếng nào luôn nha nhà, được nửa lít thì cũng mừng. Rồi tôi đi xuống nha cả nhà.
con này ít mật làm đây lẹ xuống đi kiếm con khác. Cây này tính ra nó xuông có chục mét á, nó nhánh gì vậy. Lấy cái cặp anh vô, kéo lại khúc nước đồ cầm cái gọi nha, đi vô. Ui, nửa lít cái này phường ốp mái nha, có anh ở xung quanh cái nhà xem tiếp tục.